Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Gàng lên sóng một mẫu ly rất vừa tiền mà lại của một thương hiệu lớn của Mỹ, đó là Marzahn PM4200. Anh em có thể nghe nhạc liên khúc, nhạc tươi mới hoặc nhạc lời vào con âm ly này cũng rất ổn. Đây là dòng âm ly nó rất hợp với những dòng loa của châu Âu hoặc của Mỹ, những dòng loa Bass 20-25, loa Buxell hoặc kể cả những đôi loa cổ của Nhật Bass 30. Công suất tiêu thụ điện là 100W, 100V, lắp ráp tại Nhật. Con này lắp ráp tại Hàn Quốc bởi vì nó là dòng đời cao anh em nhé. Nó không phải là một mẫu âm ly cổ. Góc cạnh đẹp, đánh hai đôi loa 1 và 2 hoặc 1+2. Có lao lớt, bát chép đầy đủ, cân loa. Chạy 4 sò than. Giá 3 triệu đồng, giá tại cửa hàng cho anh em. Em chơi vào những đôi loa cũng cùng phân khúc cùng tầm tiền, rất phê. Mặt trên đẹp anh em nhá. Những con âm ly màu bạc, màu trắng thì chắc chắn là phải có xước sát. Để xước sát những con âm ly này nó lộ ngay. Quan trọng là hàng bãi zin 1948, số series 100V, 100W. Anh em không ngạc nhiên bởi vì nó lắp ráp tại nước thứ hai thứ ba nhé, bởi vì nó dòng đời cao 4 đến 16 ôm. Nó không phải là một con âm ly cổ. Nghe những thể loại nhạc trẻ, nhạc liên khúc rất phê luôn. Dòng Marzahn thì lời hát nó ngọt. Từ khi